chìa khóa VF6 này. Xin chào quý vị và các bạn. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận lái thử chiếc VinFast VF6. Bây giờ thì để mình xem nào. Bây giờ mình sẽ xin phép là lăn bánh luôn và chút nữa mình sẽ dừng lại chia sẻ thêm một vài cái thông tin để các bạn có thể tham khảo. Ngày hôm nay thì VF6 cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc rồi. Mình lên kính đi. Kính rất là dày nhá. Cam thì các bạn nhìn này. Đây cam. Các bạn nhìn góc cam này. Rất là nét và cái góc nó phẳng hơn. Cá nhân như mình cảm nhận thì so với cái VF8 thì cam này nét và cái góc nó cũng dễ quan sát hơn nhiều. Ok, mình sẽ bật cái này đi. Rồi, try mode. Và cái màn hình này này. Cái màn hình này nhìn nó nét và cái viền nó cũng mỏng. Nó đẹp. Tức là nhìn cái độ tinh ấy. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây rằng là cái việc mà những sản phẩm càng sau này của Vin thì cái độ hoàn thiện này, cái độ nét này nó càng cao. Hôm trước mình thấy cái bản này ở trưng bày ở triển lãm của Vin. Nhưng hôm nay nhìn ở ngoài, mặc dù bản này chưa phải là bản thương mại cuối cùng, mình có thể nói một cái con số rằng là 98, 99 phẩy mấy %, đúng không ạ? Nhưng có thể thấy rằng là rất là nét rồi. Bây giờ số thì mình nhận đây. Số bấm này hay nhá, số bấm này là được. Thôi mình đi thôi. Mình bắt đầu lăn bánh. Ở đây thì chúng ta sẽ đi từ trên một cái vỉa hè. Đấy, để xuống. Và đây là Vincom Long Biên. Thế chúng ta cũng sẽ thấy rằng là với cái xu thế của những cái xe SUV, đấy, tức là crossover, với cái độ cao của gầm nó cao cao thì nó rất là phù hợp với cái điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Đấy. Và cái gầm nó cao và do cái cấu trúc cái xe nó cũng cao. Cao hơn những dòng sedan, thế cho nên là chúng ta ngồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái tầm nhìn nó khá là tốt. Đấy. Thông tin về VF6, về các cái chỉ số thì các bạn sẽ có nhiều rồi, các bạn đánh cho Google là có tất cả. Thế mình sẽ xin phép là trải nghiệm nhanh. Và các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ xét hai yếu tố. Một là trong cấu trúc giá thì chúng ta sẽ nhìn sang cấu trúc giá. Nếu như chưa có pin thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn Seltos này hay Creta, kiểu như vậy. Nhưng là có thêm giá bản này, nếu như có cộng thêm tiền pin nữa là thêm 90 triệu thì cấu trúc giá nó sẽ lên một chút. Thế vậy thì nó sẽ ngang cái tầm cùng như là kiểu như là HR-V, đúng không ạ? Rồi là Yaris Cross. Tuy nhiên với nền tảng xe điện, đúng không ạ, thì chúng ta có các cái giá trị khác biệt so với những chiếc xe xăng, thậm chí là lai xăng, xăng lai điện như sau. Bởi vì thừa hưởng nền tảng về điện, thế cho nên là chúng ta có cái chỉ số công suất và mô men nó tốt. Từ đó nó mang lại cái trải nghiệm lái khác biệt. Ở đây là tôi đang để chế lại lái bình thường, đúng không ạ? Nhưng bạn chỉ cần tăng lên, nó lên rất nhanh. Nó lên nhanh nhưng cái xe nó không bị nhào, các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn tôi đạp này. Đấy, nó không bị nhào. Thì có nghĩa là đây, cái nền tảng xe điện nó có cái sự ổn định hơn và cái độ bốc nó tốt hơn. Từ đó nó mang lại cái gì? Nó mang lại cái cảm giác cho cái chân của chúng ta, cho cái tay của chúng ta kết nối với qua cái cơ cấu lái xuống cái mặt đường, chúng ta cảm nhận nó tốt và chúng ta lái nó tốt hơn. Thế ở đây chúng ta sẽ nhìn thêm một cái yếu tố là tại sao cái mẫu xe này nó sẽ có hai bản. Bản Eco sẽ là 100 kW, nó nhân với 1,34 thì là 134 mã lực. Đấy, và 150 kW thì nó rơi vào khoảng 201 mã. Với một cái chiếc xe nó chỉ hơn 4m2, đúng không ạ? Nó rất là nhỏ. Nhỏ, mình nhìn sang không? Thế thì ở đây side lốp, side lốp là 235. Để kéo được cái side lốp 235 mâm 19 thì chúng ta sẽ nhìn sang những cái mẫu xe hiệu quả bây giờ là như Santa Fe, như Sorento sẽ dùng những cái lốp như vậy. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nhìn rằng kích thước và giá thành của mẫu xe này nhỏ hơn, nhưng cái hiệu suất kéo của nó có thể kéo được như vậy thì có nghĩa là cái trải nghiệm, đấy, cái hiệu suất của cái động cơ điện do thừa hưởng cái nền tảng điện nó đã tốt hơn. Nền tảng điện ở đây là cái công suất và cái mô men của động cơ điện nó sinh ra rất là tốt.
động cơ điện nó quay tuyến tính, nó lê đạp đến đâu, đạp lên là chúng ta sẽ biết ngay. Chúng ta biết ngay, chúng ta sẽ thấy. Sang thể thao thì chúng ta sẽ, đấy, chúng ta sẽ thấy ngay. Đấy, chúng ta sẽ thấy rất là nhanh, đúng không? Chúng ta có công suất, nhưng chúng ta không bị ồn ào bởi cái tiếng động cơ, không bị ồn ào bởi cái tiếng CVT, không bị ồn ào bởi vì các cái trục láp, các cái cơ cấu cơ khí nó bị tổn thất rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có được cái gì? Sự êm ái, độ bốc, độ ổn định, nguyên cái việc thừa hưởng nền tảng. Như vậy đã tốt rồi. Hơn nữa, nếu chúng ta nhìn nhận rằng là các cái mẫu xe Vin tôi đã từng lái, tôi đi từ Lắc, bây giờ tôi vẫn còn chiếc Lắc Lắc ERA tôi cũng đi rồi, và VF8 tôi cũng đang có một cái. Thế thì những cái xe đấy mình bóc thật sâu luôn, và mình thấy một yếu tố như này: cái nền tảng cơ khí, nền tảng cơ khí cực tốt luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi với thầy Phúc đã từng bóc chiếc xe VF8 thôi, rồi là gầm của các cái xe tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều video trên kênh thôi. Các bạn sẽ thấy nền tảng cơ khí cực kỳ tốt, và trải qua nhiều lần trong cái quá trình sử dụng VF8 và cho đến bây giờ thì có thể thấy rằng là, đây các bạn sẽ nhìn này, mặc dù bản VF6 này chưa phải là bản thương mại cuối cùng, nhưng có thể thấy là mình lên, mình ngay lập tức mình cầm lái rồi mọi thứ nó đang rất là mượt, càng về sau càng mượt, đấy, càng ngọt. Ok, ở đây mình có thể chuyển làn nhanh một cái để bạn có thể hình dung đấy, cái nền tảng của cái xe điện. Vậy thì chẳng lẽ nó không có yếu tố gì chăng, đúng không? Thế thì chúng ta ở đây chúng ta phải nhìn nhận rằng là với những cái mẫu xe điện, thế thì chúng ta sẽ phải có một cái vấn đề như thế này: hạ tầng giảm sạc và thời gian sạc chưa thể so được với xe xăng, đúng không ạ? Mặc dù bây giờ với hạ tầng của VinFast thì các bạn sẽ theo các dõi các thông tin thì cái độ phủ của trạm sạc, mật độ bây giờ trên các đường tỉnh lộ, quốc lộ vân vân ấy, 3,5 km là bạn đã có thể tìm thấy được một điểm sạc. Chưa kể bạn có thể giải pháp sạc tại nhà. Đấy, thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Và theo cái xu thế đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tư duy rằng càng ngày sẽ càng tốt hơn, và cái khoảng cách chúng ta có thể tìm được những cái điểm sạc nó tốt hơn nữa, nó gần hơn nữa, và thời gian sạc nó cũng nhanh. Thế nói về thời gian sạc của chiếc xe này, nếu mà sạc, mình nhớ không nhầm, nếu mà 250 kW mà pin con này là rơi vào khoảng 59,6 coi như 60 kW đi, thế thì cái sạc có thể đâu đó về cái mặt chỉ số về lý thuyết là rơi vào khoảng 20 phút. 20 phút là chúng ta sạc ở trạm sạc nhanh đấy, và có thể 30 phút với cái trạm sạc công suất thấp hơn. Nhưng với những người mà chúng ta có cái điều kiện là nhà mặt đất, điều kiện là lắp cái trạm sạc tại nhà, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Bạn hình dung rằng về nhà bạn cắm sạc, không sao đi, có phải đi đâu đổ xăng đâu. Bởi vì trong cái khuôn khổ này ấy, thì nó cũng có giới hạn về thời gian. Thế cho nên là mình cũng xin chia sẻ nhanh thôi. Và chúng ta sẽ, đấy là cái nền tảng xe điện, cái trải nghiệm. Thế thì bây giờ với một chiếc xe VF6 chúng ta sẽ có thêm những gì? Chúng ta có cái hệ thống lái ADAS các bạn ạ. Đấy, có các hệ thống lái ADAS, và tất cả nó sẽ nằm như này. Tất cả nó sẽ nằm. Cái trải nghiệm về ADAS thì mình cũng đã trải nghiệm về trên VF8 rồi, và thực sự là nó hỗ trợ khá là tốt. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là trên màn hình chúng ta sẽ có cả HUD, tầm nhìn rất là thoáng. Và để mà nói cảm nhận của mình với cái không gian nội thất của VF6 phía trước nhá, về mặt thẩm mỹ nhá, vô lăng nhỏ gọn này, đê cắt này, được chưa? Đấy, màn hình bố trí ở đây rất hợp lý này, nó hướng về phía người lái này. Độ nét thì các bạn có thể thấy bằng cách trực quan mà mình có thể thao tác rất là nhanh để các bạn có thể thấy được. Đấy, đây. Mình thích cái màn hình này. Mình thích cái màn hình này, cái tỷ lệ nó rất là vừa so với cái mặt tabi, tức là ở đây là mình hay nói là cái tỷ lệ vàng trong thiết kế, thì ở đây có thể nói rằng là khá là đẹp. Các cái tiện ích thì không thiếu một cái gì. Chúng ta ngày xưa hay đòi hỏi về sưởi sấy ghế rồi vân vân, đúng không? Ra lệnh rộng đây có đủ hết, ra lệnh bằng tiếng Việt. Đấy, thì những cái này là có hết. Đó. Ở đây có lẽ là một trong những cái yếu tố mình thích trên chiếc xe này nữa, đấy chính là cái phần cửa gió điều hòa được thiết kế rất là hợp lý. Thậm chí là mỗi bên là như này, mỗi bên ghế là có hai, đúng không ạ? Tổng là ở giữa này là có hai. Đấy, ở giữa có hai.
Đấy, thì ở bên người lái lại có cả hai nữa. Và cái các cái hàng phím điều khiển này thì mình sẽ thay đổi thói quen một chút so với cái việc đá số, đúng không ạ? Với nền tảng điện thoại bấm bấm chấm ngày xưa ta chuyển sang điện thoại chấm chấm. Đấy. Ta chuyển sang điện thoại thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc đó chúng ta thích nghi. Chúng ta học cách dùng và khi đã quen rồi, tôi nói thật, các bạn sẽ thấy rằng là có dùng những cái điện thoại bấm nữa đâu. Bây giờ còn mấy con vơ tu. Nó thật ra là ngồi nhắn tin nhắn là chỉ muốn ném cái điện thoại đi luôn. Nhưng mà bởi vì cái thiết kế của nó thôi. Đấy. Thế thì rõ ràng là nó có những cái như vậy. Thì cá nhân như mình tại cái vị trí lái này, cái tầm nhìn về phía trước, cái tầm nhìn về cái mặt tablo, các cái tầm về da, về đường may, về vật liệu, với cái tầm tiền như này thì mình đánh giá khá là tốt. Và dù là các bạn sẽ nhìn thấy rằng kích thước xe nó nhỏ, chiều cao nó cũng nhìn ở ngoài nó thấp đúng không? Nhưng bạn sẽ thấy là tôi là một người cao 1m8 trừ đi 10 phân vòng kiềng, suy ra là còn có khoảng 1m72 thôi, cộng giày lên khoảng 1m74. Đấy, đế giày lên khoảng 1m74 ngồi như thế này luôn. Được chưa? Rồi, chúng ta quay trở lại cái vấn đề trải nghiệm trước. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chế độ di chuyển chậm bật, có nghĩa là chúng ta dừng như thế này. Được chưa? Chúng ta dừng như thế này này. Chúng ta dừng như thế này nhá. Đây, chúng ta giả dụ là đây là đèn này. Chúng ta dừng như thế này này. Rồi, được chưa? Chúng ta nhả ra. Xe nó có bò hay không? Đây, tôi phanh chết luôn. Bò không? Đấy, nó sẽ di chuyển chậm. Nhưng nếu chúng ta tắt nó đi, chúng ta tắt nó đi, nó tương tự với cái việc hâu lại đấy bạn. Nó về không luôn đấy các bạn này. Đấy, và bạn chỉ đạp lên nó mới đi. Đấy. Thế ở đây có một cái yếu tố nữa. Thế thì cái này là nó gì? Nó là auto hâu chứ còn gì nữa. Được chưa? Đấy, kiểu một nó là một trong những cái đặc tính trong cái auto hold nếu chúng ta đi trên một cái đường. Đấy. Thế ở đây đối với xe điện vì sao? Tôi quay trở lại một lần sạc đi được bao nhiêu? Đối với bản Eco thì là 399 và bản Plus là do cái hiệu suất, cái công suất nó lớn hơn. Thế thì nó sẽ là 381. Đấy là cái chỉ số trung bình. Thế nó phụ thuộc vào các cái điều kiện. Đúng không ạ? Thế ở đây chúng ta điều kiện ở đấy, ví dụ như tôi cài đặt là phanh tái sinh cao thì đi trong phố tôi có cơ hội tôi tái tạo lại cái năng lượng tốt hơn. Đây các bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt này, lên rất nhanh luôn, thả ra này. Đấy. Thế thì ở đây khi mà phanh tái sinh rồi, nó tốt rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Thậm chí đi một chân ga luôn, gọi là one pedal luôn. Đấy, thế thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ tái tạo được cái năng lượng tốt thì có thể cái quãng đường nó lại tối ưu hơn, nó lại xa hơn. Tương đương với các bạn đi dốc nhiều, nó phanh tái sinh nhiều thì mình lại có được cái nguồn năng lượng tái tạo nó tốt hơn. Được chưa? Đấy. Còn nếu bạn không muốn nó cả giật đúng không ạ? Thế thì bạn để thấp thì nó sẽ trôi hơn. Đấy. Nhưng ở đây chúng ta dù trong điều kiện thấp hay cao, cao chúng ta có thể dành khi đi núi nhé, đổ dốc ấy. Đấy. Thế thì khi cao thấp hay cao thì ở đây nó có một cái yếu tố là an toàn, giảm hiện tượng mài mòn cho má phanh. Thế quay trở lại một vấn đề nữa, từ những cái yếu tố đó nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ có được cái giá trị về nhận được cái giá trị nhiều hơn, dẫn được cái giá trị nhiều hơn ở cái phần chi phí bảo dưỡng. Nó rất là hợp lý các bạn ạ, nó vô cùng là hợp lý. Ok, đây là những cái mà mình chia sẻ cái góc nhìn của mình. Và cảnh báo điểm mù, hắt kính lái, hỗ trợ ADAS, đây là những tính năng không thể thiếu trong những cái dòng xe ngày hôm nay. Nói thật ra là mình đang cảm thấy thích chiếc xe này khi mà ngồi lái. Cái tư thế, tức là cái thiết kế công thái học của chiếc xe này rất tốt. Và đặc biệt là cái ghế cũng như cái nệm ghế. Và mình xin nhắc lại là bản này vẫn chưa phải là bản hoàn thiện cuối cùng. Đúng không ạ? Da đẹp đấy. Da tầm tiền như này là đẹp. Mì chỉ may đẹp. Được chưa? Chỉ may rất đẹp. Đó. Nói chung là nếu mà trong một cái hạ tầng bạn sử dụng xe điện, điều kiện sử dụng xe điện quen, bạn dễ bị nghiện. Ở đây điều hòa rất là mát, hôm nay mình để 22 độ bởi vì đang là mùa thu và chớm đông rồi. Thế cho nên cái đánh giá về hệ thống điều hòa thì chúng ta sẽ có một cái mà chúng ta sẽ trải qua tiếp những cái mùa hè, chúng ta sẽ có cái nhìn nhận sâu sắc hơn. Thế cái phần đấy thì mình cũng xin dành cho những người sở hữu vào cuối năm nay. Sau đấy là chúng ta lái, chúng ta có thể chia sẻ thêm bằng cách comment ngay dưới video. Còn bây giờ thì ở cái cấu trúc nội dung về nội thất thì mình xin phép là di chuyển ra hàng ghế phía sau. Được ạ? Đấy, để các bạn có thể
thấy được cái không gian sử dụng và mình xin phép là giữ nguyên cái hàng ghế phía trước tại cái tư thế lái ngồi, bởi vì mình lái ngồi khá là xa. Đây các bạn nhìn ADAS này. Đây, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Được chưa? Và mình đang bị thích cái màn hình này, mặc dù về cấu trúc điều khiển, đúng không ạ? Về mọi thứ thì nó đang rất giống với F8, nhưng bởi vì cái tỷ lệ vàng và cái màn hình. Rồi, bây giờ thì các cái vị trí để đồ này xem luôn nhé. Mình xem luôn. Đây, ở đây chúng ta có thể dắt điện thoại, ví. Cái chỗ này cũng hay. Đấy, lại để đồ đây này. Đây. Đấy, dắt đồ đây này. Nhưng mình cần thêm các cái khe cắm về tai chi. Ở đây mới có hai cái cắm USB. À, có nghĩa là chúng ta dắt điện thoại ở đây, chúng ta có thể sạc ở trong này được. Và chúng ta mở cái này lên. Đây, chúng ta để như thế này. Hay. Trần này là trần kín rồi, không phải là trần kính hay cửa panorama nữa. Vật liệu thì đẹp đấy. Gương này không viền này. Đấy, cấu trúc gương này rất đẹp. Ồ, có thêm cái ô kính này thì ở khay để kính này thì ngon. Các cái vị trí, cái cốp đồ này thì cũng vậy thôi. Chắc chắn. Nói chung là đối với Vin thì từ Fadin rồi các cái dòng xe cao hơn rồi sau này cho đến xe điện thì cái sự chắc chắn, cái tính bảo vệ, mình ngồi mình cảm nhận được cái đặc tính bảo vệ hành khách rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta có thể theo dõi rất là nhiều cái sự việc đã xảy ra. Ok, bây giờ mình xin phép ngồi ra hàng ghế sau. Thế ở đây thì đấy, cái hàng ghế này mình vừa bước xuống và mình vẫn giữ nguyên. Thế mình sẽ bước vào. Đấy, ở cái tư thế bước vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây. Đấy, và mình thử bước ra đi. Bước vào, bước ra. Với mình thì mình cảm thấy ok. Nhưng cần phải thử thêm là chị em nữa, rồi là trẻ em nữa. Hôm nay nhất là ngày 20 tháng 10. Chút nữa mình sẽ chia sẻ thêm về 20 tháng 10. Chúng ta có gì. Thế ở đây ngày xưa nếu các bạn nhìn này, các bạn nhìn những cái ngày xưa, những cái xe mà trong cái tầm kiểu nhỏ nhỏ như này nhá, thì cái phần sau này làm gọi là trông nó sộc sạch, nó mong manh. Các bạn sẽ thấy ở đây là, tức là cái độ hoàn thiện càng ngày nó càng đẹp. Thật sự luôn. Cửa, bạn nghe tiếng cửa đóng hộ mình. Bạn nghe tiếng cửa đóng hộ mình. Tại sao mình nói là nền tảng cơ khí rất tốt? Các bạn nghe nó đầm. Cái này thì các bạn có thể ra các cái đại lý showroom có xe thì các bạn trải nghiệm lại giúp mình, được chưa? Rồi chúng ta sẽ xem tiếp. Cái tư thế ngồi của mình nó sẽ là như thế này. Tư thế ngồi, cái độ ngả tốt nhất chưa? Độ ngả tốt nhất rồi. Tất cả là tốt nhất rồi. Nó sẽ được là như thế này. Đây, độ ngả lưng nhá. Khoảng trống đầu nhá. Rồi, được chưa? Khoảng trống đầu này nó như thế này. 1m82 trừ 10 phân ạ. 10 phân vòng kiềng thì còn 1m72. À, chân còn từng này. Độ rộng, à, mình ngồi mình sẽ là như thế này. Thế thì cái nệm này sẽ hơi ngắn một chút. Đấy, hơi ngắn một chút thì đỡ đến phần đây phần đùi. Đó. Bệ tỳ tay có. Khay để nước có. Rồi. Tựa ghế, à, tựa đầu này cũng có. Đây. Chúng ta sẽ ngồi như thế này. Bạn sẽ thấy mình ngồi như thế này. Được chưa? Hai người lớn sẽ ngồi hai bên này. Tức là khi cần chúng ta vẫn đủ không gian. Tất nhiên là với một cái hành trình ngắn nó phù hợp. Đúng không ạ? Bởi vì ngồi đây chúng ta sẽ bị đẩy lên đây một chút. Nhưng rõ ràng nồi 5 người thì tải trọng nó sẽ hơn, sẽ to. Nhưng công suất xe điện và cái đặc tính vận hành của xe điện nó rất tốt. Không sợ bị ì đâu. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có một cái cửa gió. Có một cái cửa gió điều hòa ở đây. Rất là mát. Rất là mát. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm về cái hệ thống điều hòa. Trên những chiếc xe điện nó sẽ có những cái yêu cầu nó đặc biệt. Đấy. Và hai cái ổ cắm tire. Mình cần thêm tai chi. Tuy nhiên cái điều đấy cũng không quá quan trọng. Mình có thể dùng rách chuyển đổi. Đấy. Nhưng mà nếu có sẵn thì mình sẽ tốt hơn. Mình nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Được chưa? Rồi. Da rẻ thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Tức là mình nhìn thấy cái đường ấy. Nhìn nó nét. Nhìn nó nét các bạn chỉ đấy. Và đây là những hình quay chúng tôi cũng cố gắng quay cận nhất có thể. Trong cái điều kiện ghi hình. Đó. Và đây. Đèn này, đèn sau này. Chi tiết nhựa bây giờ đẹp lắm rồi.
Rồi, tựa đầu các bạn nhìn này. Đây. Mà mặc dù cho dù bảng này vẫn chưa là bảng cuối cùng nhé. Ok. Ở đây các bạn sẽ nhìn phần tab bị cửa phía sau. Đây. Có nhựa đúng không ạ? Nhựa có, nhưng đây là da. Đây là chỉ may. Đây là sơn. Loa trên cửa. Đó. Rồi. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nhìn bên ngoài đi. Mặc dù là chưa phải là bản cuối cùng các bạn nhé, nhưng chúng ta sẽ nhìn rằng cái phần thiết kế phần đầu là theo cấu trúc của một chiếc xe điện. Đấy. Thế ở đây chúng ta sẽ nhìn xét thêm về cái yếu tố về trang bị nữa. Thôi đẹp xấu thì xin mời quý vị và các bạn có thể bình luận giúp. Nhưng về phần trang bị thì các bạn sẽ thấy rằng là đèn full LED hết. Được chưa? Đấy. Nhận diện đặc trưng của VinFast logo này. Đèn này. Và về trang bị đi thì chúng ta sẽ thấy trang bị đó là sự vượt trội. Camera 360 thì các bạn đã thấy những cái hình ảnh lúc nãy rồi. Cảm biến đầy đủ luôn. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thêm về cái cấu trúc về lốp. Đây các bạn sẽ nhìn thấy lúc nãy mình có nói rằng lốp 235. Đấy, xe nhỏ nhưng mà lại lốp 235. Mâm 19, bánh to. Đúng chưa? Chúng ta sẽ thấy rằng hay nói là những xe Hàn, xe Nhật đúng không? Thường là chân nhỏ. Nhưng bây giờ xe Việt chơi chân to tỷ lệ nó đẹp với cả body đi. Đó. Phong cách cross đây là phần ốp nhựa. Nhìn nó rất khỏe. Ở đây thì cảm biến mở cửa ở đây. Thì ở đây nếu mà mình mong muốn sau này là những cái cảm biến bằng chạm khéo khéo, ẩn ẩn chìm chìm thì sẽ ngon hơn. Ở đây trên phần viền thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là viền mạ chrome này. Đấy, viền mạ chrome này. Đây là nhựa, chưa phải là nhựa bóng. Kính sau là kính tối màu nhá. Mình nghĩ là khả năng là có tiêu chống tiêu UV sẵn. Đấy, đối với xe điện cái việc mà cái phần kính, trang bị kính cũng rất là khác biệt. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phần kính này. Đấy. Được chưa? Đấy, nó sẽ là khác biệt. Vì sao? Vì yếu tố là phải giữ nhiệt cho khoang xe, tối ưu cái năng cái nhiệt cho khoang xe. Chút nữa mình sẽ chia sẻ thêm về cái tại sao lại phải như vậy về hệ thống điều hòa. Đối với xe điện tính toán thiết kế nó khác hẳn. Phần này cũng khá là đẹp. Phần này cũng khá là đẹp. Đấy, phần này vuốt nó rất đẹp. Đối với cái việc mà bạn hỏi mình rằng thích phần đầu hay phần đuôi thì mình sẽ xin chia sẻ rằng là mình sẽ thích phần đuôi hơn. Bởi vì mình nhìn cái phần đuôi nó thiết kế trông nó mập mập, trông nó bầu bầu, trông nó yêu yêu, là phân tầng. Nhìn khá góc cạnh và thể thao nhưng lại không bị rối. Đấy, không bị rối. Các bạn sẽ nhìn là ở cái trang bị đây có vây cá này, đèn phanh trên cao này, gạt mưa này. Đấy, rồi tất cả các cái cấu trúc về đèn. Và đặc biệt là trang bị sẽ là đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Rồi. Cốp này là cốp cơ. Lại có việc cho anh em là các làm đồ nội thất làm. Đấy. Phần cốp. Phần cốp này thì mình nghĩ chỉ để nhờ những cái vali cỡ trung thôi. Mình có thể xếp. Đó. Tại sao mà nhìn những chiếc xe VinFast là luôn có một cái sự ổn định? Các bạn sẽ nhìn thấy này. Phần này nó rất là dày. Vì sao? Vì nó bố trí các cơ cấu hệ thống treo phức tạp. Và cái cấu trúc treo đây các bạn sẽ nhìn này. Đấy, các bạn sẽ nhìn xuống. Đây là một sự phức tạp. Nó không phải là một cái dầm xoắn cắm ngang. Đối với những dòng tầm tiền này hay là một cái dầm xoắn cắm ngang rồi làm cái damper rồi hai cái lò xo cắm lên đúng không ạ? Thế bạn đây sẽ có cả dầm. Đó. Cả phụ thuộc và độc lập. Nhưng ở đây mình đang đoán là đây là một hình thức kết hợp. Nó theo hình thức là độc lập đa điểm. Nhưng nó sẽ có một cái cấu trúc riêng. Để vì sao? Để chịu tải cho cái phần pin. Bởi vì cái trọng lượng, cái khối lượng của pin khá là lớn. Thế cái phần này thì hôm sau mình sẽ xin phép là kích cái gầm lên để chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể xem sâu hơn. Ok, bây giờ một cái phần nữa mà mình cũng muốn xin chia sẻ với quý vị các bạn, đấy chính là phần cho dưới nắp capo này đi. Trước khi ở dưới nắp capo thì chúng ta sẽ nhìn thấy hệ thống ADAS của chiếc xe này dùng hai cái bộ phận thu thập thông tin. Đấy là camera ở trên kìa. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là radar phía trước khá là kín, rất nhiều hộp điều khiển. Đây nước làm mát đây các bạn này.
Ở đây chúng ta nếu mà chúng ta nhìn về cái hệ thống điều hòa, đây bộ trao đổi nhiệt này. Đấy, bộ trao đổi nhiệt. Thì chúng ta rằng sẽ có những cái đường ống. Đấy, đẩy vào mát vào khoang cabin, được chưa? Đẩy luồng khí mát vào khoang cabin. Nhưng có những đường ống, rất rất nhiều đường ống được trích dẫn, được đẩy ra để làm mát cho bộ inverter, để làm mát cho động cơ, để làm mát cho pin. Thế cho nên là thiết kế và tính toán của cái hệ thống điều hòa này, cái công suất, cái hiệu suất, nó sẽ phải khác so với xe xăng rất là nhiều. Bởi vì ngoài việc làm mát cho khoang cabin cho bạn ngồi đấy, thì phải làm mát rất rất nhiều bộ phận. Từ đó nó dẫn đến cái việc là cái kính xe nó sẽ phải chất lượng hơn, sẽ phải làm chất lượng hơn để giữ cái nhiệt trong xe, để tối ưu cái nguồn năng lượng, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng này, những xe điện có khả năng lái qua cái điều kiện nước rất là tốt, tuy nhiên đi qua được nhưng không có nghĩa nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái chi tiết, ví dụ như nó sẽ gây đến cái két, ví dụ như nó sẽ cơ cấu lái, ví rất 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 nhiều các chi tiêu điện. Thế cho nên chúng ta cũng hạn chế lội nước nếu mà né được, né tối đa. Có vẻ như khen hơi nhiều nhỉ? Đúng không? Nhưng mà thực tế là như thế này. Nếu chúng ta quen với cái trải nghiệm xe điện này, các bạn sẽ thấy nó lên nhanh lắm. Nó dễ bị nghiện, đấy các bạn thấy không? Nhằng nghĩa là đường này là cho chạy, tức là mình có thể lên 90 rất là nhanh. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại cái cấu trúc giá, và mình xin chia sẻ một số cái thông tin về chỉ số kỹ thuật như sau. Với cấu trúc giá của chiếc xe này thì giá chưa bao gồm pin thì sẽ là 675 triệu cho bản Eco và 765 triệu cho bản Plus. Và nếu như bạn mua kèm pin nữa, bạn mua pin luôn, mua đứt luôn, thì cộng thêm 90 triệu. Thế với cái cấu trúc giá chưa bao gồm pin thì chúng ta sẽ nhìn sang sẽ thấy đâu đó nó nằm cùng, đấy, loanh quanh cùng với cái mức giá như là Seltos, như Creta, đúng không ạ? Nhưng nếu cộng thêm pin thì nó đây là Yaris Cross, rồi là HR-V, đấy, những cái mẫu xe, rồi Nissan Kicks. Nhưng mà những cái mẫu đó định giá cao quá thì bây giờ đang phải giảm rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên mình nói cái mức giá công bố để mình có thể hình dung. Thế cấu trúc về xe, đấy, chiều dài tổng thể thì chiếc xe này là 4m2 hơn một chút. Tuy nhiên cái trục cơ sở lại 2730, đây là một trục cơ sở dài do cái yếu tố nền tảng điện nó được thừa hưởng. Đấy, thế chính vì vậy là chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan từ cấu trúc giá, từ cái xe thì chúng ta sẽ có được về cái sự so sánh. Thế ở đây mình có kêu gọi mọi người sử dụng xe điện hay không? Xin thưa là không. Ở đây nếu như chúng ta có thêm cái sự tham gia của một mẫu xe như VF6, chúng ta có thêm được một cái sự lựa chọn nó phù hợp với cái điều kiện của mình và cái sở thích cũng như cái ngân sách của mình. Với mẫu xe này thì mình xin phép chia sẻ phần chi phí để bạn có thể nắm được. Đấy chính là ví dụ như cái mức thuê pin là 1.800.000 trên một tháng, và tổng và số km là 3.000. Còn trên sau đấy thì nhân theo ví dụ phụ trội kiểu như vậy. Thì những cái thông tin đó thì mình cũng xin phép. Và trong ngày hôm nay, tức là 20 tháng 10 cho đến là 31 tháng 10 thì có khá nhiều cái chính sách là chúng ta sẽ, nếu chúng ta mà đặt cọc sớm thì chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều cái chính sách ưu đãi mà mình cũng xin phép là cho hiển thị mình. Và những cái thông tin về chỉ số tiêu dùng, đấy, tức là chúng ta mua một cái xe chúng ta phải tính đến cái việc là sử dụng với chi phí bao nhiêu, thì mình cũng xin phép là chia sẻ tiếp sau đây để các bạn có thể có một cái thông số tham khảo. Bởi vì với mình quan điểm là sử dụng một chiếc xe, nó đầu tiên nó phải là phương tiện di chuyển cho mình đã. Thế lựa chọn cái nào? Đã là phương tiện di chuyển thì nó phải tính cho yếu tố thời gian sử dụng nữa. Đấy, và cái chi phí mình phải sử dụng dài hạn nữa. Thế thì những cái yếu tố đó chúng ta nên tham khảo kỹ. Và nên nhớ rằng đây là một phương tiện di chuyển, và các bạn có thể tham khảo thêm đó. Và nó có những cái giá trị mà mình đã chia sẻ ở phần trước rồi. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn ạ. Hy vọng các bạn có những cái trải nghiệm cá nhân thì các bạn có thể comment ngay bên dưới để chúng ta có thể trao đổi thêm. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.